Hello, xin chào tất cả anh chị em. Bao nhiêu anh chị em muốn đi du lịch khám phá khắp thế giới này, giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em thấy là mình xứng đáng được đến những cái nơi đẹp nhất, những cái nơi tuyệt vời nhất trên hành tinh này, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu số anh chị em thấy được rằng là những cái nơi đó, những cái nơi mà thiên nhiên tạo hóa tạo ra những cái nơi đẹp như vậy, rồi con người làm những khách sạn 5 sao, 6 sao, 7 sao là để cho mình ở, để cho mình đến đấy thưởng thức, nghỉ dưỡng, thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Tháng này trở thành tư vấn viên trưởng. Tháng này trở thành tư vấn viên trưởng để vào đường đua lịch. Thảo Đỗ ấn định, tháng này mục tiêu gì em? Xin chào thủ lĩnh Kiku Quốc gia Kim Cường và tất cả mọi người trên Zoom. Và em cũng mới ấn định là K5 thôi ạ. Mới ấn định là K5 à? Em có định nhấn thêm ga lên K6 Dạ, ráng nhấn không? là... nên là cũng đang gặp một số vấn đề về tư vấn viên mới thủ lĩnh, nên là cũng chưa có ấy được. Vấn đề về tư vấn viên mới là vấn đề gì em? Giống như là khi mà mình tuyển dụng vào được rồi thì trong cái quá trình mà họ vô rồi họ tự tìm hiểu, họ lại lòi ra những cái khúc mắc, những cái mà mình không, em cũng chưa có để mà xử lý được cái tình huống như vậy. Dạ, chưa có kinh nghiệm. À, chưa có kinh nghiệm hỏi anh Huy. Dạ, em cũng nhờ chú Huy hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà kiểu như là họ phản ứng một cách mãnh liệt luôn, là không cho có cơ hội mà định hỗ trợ cho người ta nữa. Ví dụ kể kể nghe xem. Ví dụ như là có một cái anh làm bên y tế ở trên quận 12, thì cũng lúc đó là cũng có bên nhóm em là có một cái bác sĩ là Lê Văn Định, cũng đã có một cái tấm gương sẵn rồi, cũng đã cót vô rồi, nhưng mà mở hợp đồng mã số rồi, nhưng mà khi mà vô rồi họ lại tự tìm hiểu rồi lại kêu là bên mình đa cấp thế này nọ, rồi anh không dám làm, bởi vì là trước đây từng làm bên Amway rồi cũng không có là thành công. Cái thứ hai nữa là làm trong nhà nước thì sợ làm cái này thì sẽ bị đuổi ra, nên là lúc đó cũng nhờ chú Huy, mà lúc đó tự nhiên là có bệnh nhân đột xuất cái mới có được có xíu, cái xong rồi anh nó thoát ra, em lại hẹn qua buổi khác thì lại né tránh, không có lẽ là do em cũng chưa mãnh liệt nữa. Ok, tốt rồi. Chúc mừng em sàng lọc được những người chưa phù hợp. Sau này đỡ mất thời gian. Điều đầu tiên ấy là mình luôn luôn phải nhớ là mọi sự do nhân duyên. Do nhân duyên và phước đức. À, con người ta thường là bị những cái thứ nó che mờ đi. Đó có thể là những trải nghiệm quá khứ. À, đó có thể là những cái thông tin tiêu cực ở đâu đó, đúng không ạ? Đấy, mà một người mà với cái trải nghiệm quá khứ như vậy mà nó ăn hẳn quá sâu đó. Mà người ta có những cái rào cản như vậy thì đấy là do chứng, người ta gọi là chứng duyên. Thế ai mà đủ nhân duyên nó bước qua được cái chứng duyên đó không, nó phải tùy cái phước phần của mỗi người đó, thì mình hiểu như vậy. Thế còn đương nhiên mình có thể em cứ chơi bình thường, đúng không? Cứ chơi bình thường đấy. Thực ra sau nhiều chuyện em mới thấy được rằng là thật cái bản thân của mình nó chưa có gọi là đủ kỹ năng, chưa có, ví như là mình chưa có tập trung quá, mình phải phát triển vào cái những cái xử lý từ chối, và mình còn phải học tập rất là nhiều. Thì đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, học tập là một quá trình. Rồi thỉnh Hôm thoảng nay này chia sẻ một vài câu chuyện của bác sĩ gửi cho, cái quan trọng là em vẫn phải giữ được kết nối. đúng rồi. Đấy, bác sĩ Tấn đây nhận ô tô ấy, gửi cái hình ảnh ấy. Đây bác sĩ Tấn đây, một người bác sĩ trẻ đấy, nhưng mà tại sao ngày hôm nay lại giúp biết bao nhiêu, giúp mình và giúp biết bao nhiêu bác sĩ thành công. Ngày xưa Tấn cũng làm Amway rồi đấy, nói kể ngày xưa Tấn thời sinh viên ấy cũng làm Amway 1 năm, ví dụ như vậy, đúng không? Cảm ơn. Cảm Rồi, ơn rất là. ok. Thế thì mình phải, tất nhiên là mình phải học hành mạnh lên, và mình có các cái luôn luôn bên mình phải có các câu chuyện để giúp cho họ vượt qua nỗi sợ hãi, đúng không? Người dẫn đường, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người dẫn đường là
giúp cho người khác vượt qua rào cản, vượt qua nỗi sợ hãi. Cảm ơn Thảo. Dạ, cảm ơn Thủ Lĩnh rất nhiều. Rồi. Xin chào anh chị em, một số anh chị em chúng ta không bật được cam. Ai mà bật được cam thì chúng ta có thể bật cam lên nhé. Xin mời đội Phạm Văn Thông là xem chia sẻ tình hình đội nhóm đang chiến đấu như nào em. Alo. Alo, rồi, là đây em. Dạ, vâng. Trong cái thời điểm này thì tụi em ta có rất là nhiều những cái bước đi mới, đó là liên tục tuyển dụng để với phương châm là đủ người thì số sẽ về. Và ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều các anh chị bắt đầu về với đội của mình và rất là nghiêm túc. Khi mà mình tìm được lại được cái quỹ đạo á, thì em thấy là cái gia tăng về cái nhân sự thì nó rất là đạt. Cái sự chia sẻ của mình á, thì nó cái kết quả nó rất là cao, tỷ lệ chuyển đổi của nó rất là cao, thì đây là một cái tín hiệu mừng của đội. Thế thì biết đoàn kết, biết sát cánh cùng nhau nữa, thì em hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì đội Biên Hòa sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Và trong cái tình hình rất là thuận lợi như bây giờ thì đó là một trong những cái mà tạo nên những cái bước tiến để đội Biên Hòa và bọn em phát triển mạnh hơn nữa. Quỹ đạo của đội, khi mà em còn nói là khi mà đi về theo đúng quỹ đạo ấy, thì cái quỹ đạo đấy cụ thể nó là cái gì, có thể chia sẻ cái bài học. Thứ nhất là bám sát vào những cái chương trình của S9. Cái nền tảng đó là một cái nền tảng không bao giờ mà xa rời được với cái sự thành công của mỗi một tư vấn viên. Thế thì để thành công được mỗi một tư vấn viên á, thì xác định ngay từ ban đầu, tụi em xác định ngay từ ban đầu vào đây để làm chủ, vào đây để làm doanh nghiệp, chứ không phải vào đây để mà phán xét hay là coi ngó gì cả. Chính vì vậy mà cái sự nghiêm túc của em đặt cái thời gian ban đầu với một tư vấn viên, với một khách hàng ngay từ ban đầu rất là rõ ràng. Chính vì vậy mà nghiêm túc vào Zoom, nghiêm túc học tập thì mới hỗ trợ. Còn nếu như mà nơi tơ mơ thì cái thời gian bây giờ nó không còn nữa, không còn cho mỗi một con người nơi tơ mơ nữa. Chính vì vậy mà em rất là thẳng thắn ngay từ ban đầu. Và bản đồ có sẵn rồi, công thức có sẵn rồi, và hỏi họ rất rõ là với quy trình như thế này, với công thức như thế này thì cái độ khả thi của em là bao nhiêu và cái sự quyết liệt của em là bao nhiêu. Nếu mà sẵn sàng đồng hành cùng với tụi anh thì tụi anh sẽ hỗ trợ hết mức. Còn nếu như mà em mà không chịu thì anh em mình vẫn là anh em, và đấy là cái rất là rõ ràng trong hệ thống. Và tụi em cũng đưa ra cái quyết định để cho các anh chị sử dụng sản phẩm ngay. Yes. Rồi, cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Văn Thông. Đấy là một cái bài học rất là quan trọng để chúng ta đi thành công trong cái con đường kinh doanh này. Bài học đầu tiên mà Thông chia sẻ đấy là luôn luôn theo hệ thống, the follow the leader, làm theo hệ thống. Và hệ thống là một dòng chảy, mà đây cái việc này nó tưởng như đơn giản nhưng không phải nhiều người làm được. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng ai đủ độ kiên trì đấy, để mình bám theo cái dòng chảy này thì không phải ai làm được. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là cái định khung ban đầu ấy, tức là cái xác định tư tưởng ban đầu là rất quan trọng. Bởi vì mỗi người đến kinh doanh với chúng ta là từ nhiều ngành nghề khác nhau, và họ không biết được rằng vào đây là để trở thành doanh nhân, để trở thành nhà kinh doanh một cách thực sự, để thay đổi cuộc đời, để phát triển con người của mình từ bên trong. Và họ cứ nghĩ rằng là vào đây để làm cái gì đó, chứ nó không phải là làm cái nghề doanh nhân một cách đàng hoàng, chính trực và đẳng cấp. Thế cho nên là cái tư tưởng ban đầu nó sai ấy, thì bắt đầu cả cái hành động nó cũng sai. Hành động sai thì nó không đi đến đâu cả.
Thì cái việc mà xác định tư tưởng ngay khi mà đặt bút ký rồi uống sản phẩm xong, xác định tư tưởng tinh thần là cực kỳ quan trọng. Cảm ơn Thông. Và khi mà Thông học bài học đấy rõ ràng thì đương nhiên đội sẽ có sự chuyển hóa ngay lập tức. Thế thì anh chị em cũng thế, mình là người dẫn đường của đội mình, bản thân mình chuyển hóa trước và xác định tư tưởng tinh thần nó đúng thì đội của mình nó cũng sẽ đi nó chuẩn. Ok, đội chị Tuyến nào, đang các chị em trên đó đang phát triển nào chị Tuyến? À, xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia, xin chào toàn thể anh chị em trên Zoom. Đội của Tuyến thì hiện nay là vẫn đang đi. Thường thường là chị em là hay chạy nước rút vào cuối tháng. Vâng. Nay là 23 thì hôm qua cũng đã có hội ý mấy chị em với nhau và cũng họp nhóm với nhau rồi, thì các chị em nói là cứ bình tĩnh như thủ lĩnh. Xong cuối tháng là chắc là phải đến 27 28 bắt đầu lại chạy nước rút. Em chạy luôn đi. Chạy luôn đi, để đến sát quá chạy nó mệt. Đấy, chị cũng bảo thế nhưng mà các bạn bảo là đang bắt đầu chạy, thì hôm qua cũng thấy là các bạn đặt nhiều ghê rồi đấy, cũng hôm qua là cũng thấy đặt phải đến hơn 1.000 điểm rồi đấy. Ok, đội đội Bắc Giang là có một cái quy luật là cuối tháng là làm rất mạnh. Đấy, thế thì tặng cho đội Bắc Giang một câu là ngày nào cũng như ngày cuối tháng. Tức là tinh thần làm việc. Tinh thần làm việc là ngày nào cũng như ngày cuối tháng. Thì nó sẽ phát triển khủng khiếp đúng không? Ok. Những anh chị em nào mà đang K4, K5 rồi để ấn định bằng được lên tư vấn viên trưởng, bởi vì lên tư vấn viên trưởng là chúng ta vào đường đua du lịch. Chúng ta còn tận 23 này, hay 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 đấy, chúng ta còn 9, 2, 18 ngày đúng không? Rồi, thời gian thoải mái để chúng ta có thể chinh chiến mọi mục tiêu. Thế cho nên là ấn định tư vấn viên trưởng. Thế tại sao lại tư vấn viên trưởng? Để chúng ta tháng này chốt tư vấn viên trưởng nên là chúng ta bước vào đường đua du lịch. Đó. Thế thì cho nên là anh chị em nào mà đang ngấp nghé đúng không, đang K4, đang K5, lập mục tiêu và quyết liệt chiến lên tư vấn viên trưởng để chúng ta vào đường đua du lịch lần này sướng lắm. Du lịch lần này rất sướng. Du lịch lần này lại còn được chuyển tiền về tài khoản đấy, xong mình tự được quyết định chuyến đi của mình đấy, thế cho nên là quá sướng. Anh chị em hãy ấn định. Bao nhiêu trong số những anh chị em mà đã nắm được thông tin về du lịch rồi giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đội đội chị Tiến đã truyền thông cho đội chưa về chương trình du lịch? Đội chị Tuyến là đã truyền thông cho mọi thành viên rồi đấy, nhưng mà cũng chưa hiểu rõ lắm, bởi vì bản thân chị hôm qua nghe xong thì chị cũng vẫn chưa có lờ, vẫn lơ tơ mơ lắm, chưa hiểu. Bây giờ ấy, là chỉ cần hiểu một cái là cứ tháng này là giúp anh chị em nào mà mình nhìn thấy khả năng chiến có thể với lên để lên trưởng ấy. Đấy, việc việc quan trọng là gì? Việc quan trọng là giúp cho anh chị em lên tư vấn viên trưởng để tham gia vào đường đua du lịch đúng không? Rồi nói với anh chị em ấy là bây giờ vào đường đua đã. Xong thì lúc đấy mới bắt đầu đua. Và đua thì nó sẽ có mấy cái phần thưởng. Cái mức phần thưởng là 25.000 điểm là bao nhiêu? 35.000 điểm là bao nhiêu? 45.000 điểm là bao nhiêu? Mình cứ tạm hiểu thế đã, chứ mình chưa cần hiểu về cái kỹ thuật của nó chị Tiến thì đúng không? Đấy. Tức là mình hiểu về tiêu chuẩn để tham gia này. Và mình hiểu về phần thưởng đã. Phần thưởng ở đây có đây. Có 3 phần thưởng là anh chị em phải nắm thật chắc. Silver, phần thưởng bạc là trị giá 45 triệu chuyến du lịch đó. Phần thưởng vàng là 70 triệu và phần thưởng bạch kim đấy là 90 triệu. 45, 70, 90.
lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên một chương trình thưởng du lịch nó lớn như thế, 45, 70, 90 triệu. Ngày xưa cái chương trình du lịch Tanzania thì chương trình đấy du lịch rất là đẳng cấp, thì trị giá của nó trên 100 triệu. Và nhưng bây giờ là đấy là chương trình du lịch lớn, nó gọi là Leader's Voyage. Thế còn chương trình du lịch này là dành cho tất cả từ tư vấn viên chuyển trở lên tham gia vào đường đua này. Thì đây là một cái chương trình lần đầu tiên mà thưởng lớn như thế. Ngày xưa không có, ngày xưa là đồng hạng trung bình đâu đó khoảng 40 triệu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? 45 triệu, 70 triệu và 90 triệu. Mà lại chuyển vào tài khoản của mình. Sau đó mình tự đi du lịch. Mình mà đi còi còi thì mình tiết kiệm là phần còn lại mình tiêu. Đúng không cả nhà? Chứ không có nghĩa là nếu như anh em nào mà thấy xứng đáng là mình được hết 90 triệu mình đi hết. Đó tùy mình. Nhưng mình có thể đi chuyến đôi chục, ba chục, mình còn 60. Rất tốt. Anh chị em nào thấy là mình vẫn đừng đi mà lại có 60 triệu tiêu thì tốt thì dừng ngón tay cái. Thôi, cảm ơn cả nhà. Vậy thì ấn định đầu tiên là gì? Tư vấn viên trưởng. Tư vấn viên trưởng. Đấy, ai đấy mà. Đừng có nghĩ là tư vấn viên trưởng nó khó. Bây giờ mình cứ ấn định đã. Xong bắt đầu mình vẽ nó ra. Vẽ cụ thể nó ra. Bắt đầu hành động ngày đêm. Là nó ra. Khi ấn định đường đích đến thì mới tìm được đường đi. Ấn định đích trước. Anh ơi, có. À, anh có thể nói rõ về cái gói silver, gói vàng, gói bạch kim này như tăng trưởng như thế nào để cho mình biết em? Tối qua không học à? Dạ, tối hôm qua có một cái chuyện đặc biệt. À thế à, thôi, không học thì mất quyền lợi. Ok, cái đấy đơn giản, cái đấy thì em cứ xem trước đi, xong có gì anh em gửi. Xem rồi mà em không hiểu anh. À, em biết là Silver giống như một quản lý của cái những cái tập đoàn này hoặc nhà tư vấn chuyên nghiệp. Cái tên Silver hay là Gold hay Platinum, tức là nó đấy nó gọi là tên phần thưởng đó. Nhưng mình phải hiểu cái cách tính tăng trưởng như thế nào, doanh số kiểm soát tăng trưởng như thế nào, tổng doanh số tăng như thế nào. Thế còn cái Silver hay là vàng hay là Platinum đấy là nó tổng số tăng trưởng thôi. Đúng không? Quan trọng là mình phải hiểu cái cách, cái luật chơi ấy. Rồi xong Cường sẽ gửi cho Thông xong. Yên tâm. Bây giờ mục tiêu quan trọng nhất là gì? Mục tiêu quan trọng nhất là phải giúp cho các bạn ấy trở thành tư vấn viên trưởng. Giúp cho đồng đội ở dưới ấy, rà soát lại toàn bộ mạng lưới. Đấy, và nói với các tư vấn viên nào quyết chiến thì tập trung giúp cho họ. Đúng nào? Tư vấn viên nào ấn định để tham gia vào đường đua. Mà lên tư vấn viên trưởng vừa vào đường đua này được đủ thứ. Rồi vào S9 Dream Team học tập. Rồi lại có trung bình khoảng 8 đến 12 củ. Là rất tốt. Đúng không? Giống như Thảo Đỗ mà bây giờ có dòng tiền khoảng 10 triệu. Bước đầu là tốt rồi đúng không? Cười tươi như ngé thôi. Ví dụ thế. Đấy. Thì nó đạt được nhiều mục đích. Rồi sau đó nó lại là nền tảng để chúng ta tiến lên. Anh Khánh có chiến tư vấn viên trưởng không anh Khánh? Mới tung lên vũ trụ thôi chứ chưa. Mới khởi tâm tung lên vũ trụ. Rồi. Khi tâm khởi là trùng trùng duyên khởi. Bây giờ khởi tâm trước. Khởi tâm thì bắt đầu mới thu hút được những nhân duyên. Đúng không? Thì vũ trụ mới gửi nguồn lực. Tâm mà chưa khởi thì chưa có. Khởi tâm trước là quan trọng. Chúc mừng anh Khánh. Anh Khánh làm ra một cái quyết định mà làm như chưa bao giờ được làm, xem nó thế nào. Thử thức, gọi là thử thách mọi giới hạn bản thân. Ok. Ok. Rồi, cảm ơn anh Khánh. Trong quá trình làm việc, anh chị em gặp những rào cản gì chúng ta có thể bật mic. Gặp khó khăn gì, gặp rào cản gì. Gặp những ý kiến phản đối như thế nào? Mọi người có thể bật mic chia sẻ. Xin mời tất cả anh chị em. Ra tranh thủ nhá, tranh thủ hơn cao thủ. Dạ chúc
Thủ lĩnh Cường, ở trong Zoom đang có bạn Thọ 20 tuổi, có gì chú Cường cốt thành công. Ở đây chỉ có chú Huy thôi, không có chú Cường. Lĩnh cốt giùm em. Ok, xin mời bạn bạn Huy hả? Bạn Thọ, Phạm Văn Thọ. Bạn Thọ. Rồi Thọ. Thọ. Alo. Xin mời. Alo. Thọ bật video lên em. Dạ hiện tại thì cái background em nó không có ổn lắm nên là em xin phép được tắt ạ. Ok. Dạ rồi. Em có câu hỏi gì không? Dạ thì em đang thắc mắc giữa cái gọi là bằng chứng xã hội của sản phẩm bên công ty mình á, thì Bằng chứng xã hội là em cần cái bằng chứng gì cụ thể? dạ tức là hiệu quả của cái sản phẩm bên mình á. Thì cái này em chưa thấy được, em chưa thấy được thì không biết là có cái cách, có cái có một cái link link nào hay link cho kết quả nào, hay là có cái thông tin về kết quả mong là anh có thể chia sẻ thêm cho em biết được không Em đã dùng sản phẩm chưa? ạ? Dạ hiện tại thì chưa. Cái bằng chứng quan trọng nhất ấy là chính mình, không nào? Cái quan trọng nhất Dạ. là mình tìm hiểu và mình trải nghiệm, đấy là bằng chứng quan trọng nhất đấy. Và nếu như mình mà không dùng thì mình có nhìn thấy người khác, đấy là chuyện của người khác, việc của mình là việc của mình. Thế thì em đầu tiên em phải dùng tư duy logic đã. Cái sản phẩm nó bước sang năm thứ 25 năm rồi, đúng không nào? 25 năm ra đời rồi, phát triển khắp châu Âu rồi. Đấy, vào những cái thị trường cực kỳ khó tính, giống như thị trường Đức là thị trường cực kỳ khó tính. Ngày xưa Cường là học ở Đức. Đức là một cái quốc gia mà khi mà đưa cái gì vào bụng của người dân đấy là chính phủ họ họ đảm bảo cái sự an toàn tuyệt đối. Hồi đấy ngày xưa Cường học báo chí ở Học viện Báo chí Berlin và sống và học ở Berlin. Thì là biết là mình chơi với những cái chủ nhà hàng Việt Nam ấy. Và khi mà thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm là đến ấy, mời nước họ còn không uống, họ làm liêm chính đến đến mức độ như vậy, mời nước họ không uống. Và các anh chị kể là trong cái tủ cái tủ lạnh ấy, mà nếu như cái hàng gì mà quá đắt nó phạt cho sạt tiệm ngay lập tức. Tần ở cái quốc gia đấy họ đảm bảo cái tính mạng con người nó mức độ rất là cao. Thế cho nên là cái gì mà đã lưu hành mà bán ở Đức ấy, và đấy có thể nói là một trong những cái nước mà có tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới này. Đó. Thì mình yên tâm, đúng không? Và vào Đức từ 2009 và vừa rồi có thủ lĩnh quốc gia tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thế vào Việt Nam hơn 7 năm nay rồi. Đấy nên bây giờ cần hỏi tất cả những anh chị em mà đang có mặt trên Zoom này. Nếu mà anh chị em mà uống mà nó không tốt cho mình và mình giúp cho người khác mà uống nó không có kết quả, nó không hiệu quả, thì bao nhiêu anh chị em mà sẽ không làm CV nữa thì giơ ngón tay cái đấy. Chúng ta thấy không nào? Thọ nhìn thấy không? Nếu mà nó không tốt thì chả ai làm, chả ai dùng. Thế cho nên là cái trải nghiệm của mình là quan trọng nhất. Thế còn em mà muốn, em muốn dùng cái niềm tin từ bên ngoài thì em có thể vào, thứ nhất là hỏi tất cả, hỏi anh Huy này, anh Huy đã dùng đạt những kết quả như thế nào, anh Lượng, anh Thông, tất cả mọi người này, chị Hương này, những người mà gần nhất. Đấy. Thế còn vào cái trang Facebook, nhóm Facebook kết quả sử dụng sản phẩm Severin Wellness, đúng không? Trong đấy có hàng nghìn kết quả. Kết quả sử dụng sản phẩm Severin Wellness. Ok chưa Dạ rồi, ok. Thọ? Rồi. Ok nha. Xin mời anh chị em khác. Ta tranh thủ hỏi nhỉ, là trong cái quá trình làm việc ấy mình đang bế tắc ở cái gì, tắc ở tuyển dụng, tắc ở bán hàng, tắc ở cái gì đó, đúng không? Đó. Để chia sẻ lý do tại sao tắc để mình luôn luôn tiến lên,
Chị Huế có tắt cho gì không chị Huế? À, xin chào Thủ lĩnh Cường. Và xin chào tất cả các anh chị em trên Trung. Ngày hôm qua thì thật sự không biết làm sao mời họ đến. Rất là nhiều người lại cho trùng hợp. Đó là cái hôm qua, câu chuyện hôm qua hơi buồn tí. Mời họ không đến. Đến đâu chị? Đến nơi mình mời. Ví dụ là mình mời đến một quán cà phê đã có hẹn trước. Vâng. À, rồi tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng mà không biết làm sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. À, tất cả đều không đến. Đúng rồi. Thế hả? Chị mời bao nhiêu người? À, hai. Bốn người. À, theo tỷ lệ nói chung á, chị mời là chị mời đến sự kiện hay là mời đến như nào? Mời đến để mà họ tham khảo, để cho biết về chính sách cũng như về sức khỏe, về kinh doanh cũng như về sức khỏe. À, thế chị đã nói với họ trước về CV chưa? Họ đã biết gì về CV chưa? À, có nói sơ thôi à? Dạ. Chưa có nói kỹ. Theo cái tỷ lệ xác suất nói chung ấy, nếu mà mời đến một cái sự kiện như vậy thì 5 người nhận lời, 1 người đến. 5 người nhận lời, 1 người đến. Theo tỷ lệ nói chung là như thế. Thế ở đây có 4 người nhận lời, đúng không? Thế còn 1 người nữa thì phải sót đúng một cái người kia. Thế cho chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Một là mình xem lại cái cách mình mời xem, đúng không nào? Hai là có những cái thứ mà nó trùng hợp. Cho nên là làm theo xác suất là vì như vậy. Có những cái thứ trùng hợp mình không biết rồi chị ạ. Chả có gì phải buồn. Có những cái thứ trùng hợp, ví dụ như là họ này, mình phải xem lại là ví dụ đầu giờ sáng. Chị mời mấy giờ? À, thì mời 2 buổi luôn. Sau thì cũng hơi buồn tí xíu thôi, không buồn nhiều đâu. Thì trước 1 tiếng mình nhắn, mình gọi. Trước nửa tiếng mình lại nhắn, đúng không? Trước 10 phút mình lại nhắn, ví dụ thế. Nhắn nhiều quá sợ họ nói mình cần họ quá rồi họ lại coi thường công việc mình thì sao hả? À, bây giờ như này này, mọi thứ đến từ mình, mình không có sợ bất cứ một cái gì hết, nhưng mình phải nói cho họ trước là đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, cho nên là Huế xin phép được sẽ nhắn 3 lần, ví dụ thế. Trước 1 tiếng Huế lại nhắn, hay là trước 2 tiếng Huế nhắn, rồi trước 1 tiếng Huế nhắn, trước 15 phút Huế nhắn, mình nói trước. Bởi vì sao? Bởi vì Huế là người rất nghiêm túc với công việc. Cho nên là, và Huế phát hiện ra là người Việt Nam ấy là hứa mà không làm nhiều lắm. Cho nên là Huế xin phép trước là Huế nhắn để nhắc nhở. Đấy, hay là để giúp cho bạn không quên, đúng không? Mình nói trước mà. Thế thì chị hỏi là nếu mà đồng ý thì Huế sẽ nhắn. Chị hỏi thế. Nếu người ta bảo không, tớ rất là nghiêm túc, tớ chắc chắn đến rồi thì ok. Chị có đi học phát triển bản thân bao giờ chưa? À có. Rồi, chị có thấy tin nhắn nó nhắn không? Tối hôm trước nó nhắn, đúng không? Sáng dậy, chào bạn buổi sáng, chúc bạn ngày mới tốt lành, ngày hôm nay mấy giờ chương trình sẽ bắt đầu như nào, chị thấy không? À đấy, tức cái hệ thống nhắc nhở. Một tháng anh chỉ quy định nha. Bởi vì là theo nghiên cứu người Việt Nam ấy, người Việt Nam là một trong những cái dân tộc đặc biệt nhất trên thế giới là giữ lời hứa rất kém. Đấy. Người Việt nói chung là như thế. Tức là hứa mà không làm là người Việt chúng ta rất giỏi trong việc đấy. Người Việt chúng ta giỏi trong việc thứ hai là giờ cao su đến muộn là chuyện bình thường. Tức là nó giống như là hiển nhiên. Hẹn 10 giờ nhưng 10 rưỡi đến chuyện bình thường. Không có cái việc gì. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đặc điểm người Việt là như thế. Thế thì chính mình hiểu cái văn hóa. Đấy nó không gọi là văn hóa. Bởi vì văn hóa là gì? Văn hóa là những thứ rất đẹp thì nó mới gọi là văn hóa. Đấy nó gọi là những thói quen xấu. Đúng không? Những cái thói quen xấu của người Việt. Thì mình hiểu những cái thói quen xấu của người Việt này, để mình làm việc cho nó hiệu quả. Đấy, ví dụ như trong hẹn này, mình phải thể hiện. Thứ nhất, tôi là một người rất là nghiêm túc và rất trân trọng và quý trọng thời gian. Và tôi là một người mà giữ chữ tín. Mình nói trước đấy. Cho nên ấy, là
đã hẹn là đến, đã đến thì đồng ý, không đến thì thôi. Bởi vì đây là một cái buổi nói chuyện rất nghiêm túc để tôi tìm những con người để cùng với tôi phát triển cái công việc mang lại rất nhiều giá trị cho mình và giá trị cho những người xung quanh. Cho nên là tôi chỉ dành thời gian cho những người nghiêm túc thôi. Nếu bạn quyết ấn định có mặt, đồng ý đấy, đến trước 5 phút ok thì xác nhận, không thì thôi. Rất rõ ràng như vậy, rõ ràng và chuẩn mực. Mình không có cần người, mình đi tìm những người nghiêm túc, tìm những người đủ duyên, đúng không? Chứ mình không cần người. Mình cần là cần những con người nghiêm túc và những con người đủ nhân duyên. Thế thì trong cái chốt hẹn mình quyết liệt như thế. Thậm chí mình có thể bốc phét đề cao họ. Mình biết bạn cũng là người giữ chữ tín, cho nên mình biết chắc chắn là bạn đã nhận là đến. Yes, mình hỏi thế, đúng không? Nhưng mà sau đó họ là nói lời xin lỗi, em quên, người nào cũng em quên. Thì đấy, thế cho nên là có phải mình rút ra được cái bài học là gì? Nếu mà họ quên thật ấy, thì có phải bài học là chị xin phép trước, chị sẽ nhắc. Đấy, trước 2 tiếng chị nhắc, trước 1 tiếng chị nhắc, đúng không? Thế lần sau là họ không còn nói là quên được nữa. Ok. Rồi, cảm ơn bài học của... Ok chị Huế. Cường mà hẹn ai mà chia sẻ một một, Cường nói thẳng luôn, Cường là người quý trọng thời gian và quý trọng chữ tín. Đã hứa ấy, là đến, không thì thôi. Chỉ cần đến muộn 5 phút Cường sẽ đi trước. Tạm biệt luôn. Không có cuộc gặp đấy. Nói thẳng. Rất nhiều rồi. Bởi vì mình rất hiểu cái đặc điểm, đặc tính của người Việt Nam. Mình nói trước. Đúng không nào? Mà mình thẳng thắn như vậy thì dù sao người ta đã nhận lời là người ta sẽ đến. Thế còn người ta mà thuộc dạng củ chuối thì người ta cũng sẽ không gặp tốt. Mình đỡ mất một cuộc gặp, đỡ mất thời gian. Ở đây bao nhiêu trong số anh chị em thấy là người Việt Nam, đúng không? Đấy là một cái thói quen không tốt của người Việt Nam, dương ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thế thì mình phải hiểu, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Mình phải hiểu đặc điểm, đặc tính của người Việt để mình gọi là mình rào trước đón sau, đúng không? Đấy. Và mình cũng sàng lọc để tìm được người nghiêm túc luôn. Thế thì người Việt, tại sao chúng ta người Việt thông minh nhưng mà vẫn bây giờ vẫn là một trong những dân tộc nghèo trên thế giới là vì như vậy. Rất thông minh nhưng mà làm việc năng suất rất kém. Năng suất kém là do gì? Năng suất kém là do cái ý thức đúng giờ nó kém đấy. Đấy là một trong những lý do. Còn nhiều thứ khác nữa. Rồi hứa mà không làm. Rất nhiều. Cảm ơn chị Huế. Xin mời anh chị em khác. Em có ý kiến ạ. Rồi, xin mời Thân Thị Dung. Dạ, em chào anh và toàn thể các anh chị em trên Zoom. Cho em xin 10 phút bởi vì cũng đến giờ em đi làm. Nhưng mà trong thời gian qua em có một cái vấn đề vô cùng là cảm thấy là hơi buồn một chút. Nên là nhờ anh chị em cũng như là anh Cường hỗ trợ em một chút. Đó là tư vấn viên của em đi ngủ ạ. Thì làm thế nào để cho tư vấn viên của mình thức dậy cùng với mình ạ? À, và em cái này dễ lắm. Rất là tốt. À, cái này rất dễ. Rồi, còn gì nữa nè? Em chỉ vướng mỗi cái đấy thôi ạ. Ừ. Thứ nhất, à, họ là tàu gì? Em có biết không? Thì hiện tại thì họ em chưa xác định đấy là tàu vàng. Nhưng mà em cũng vẫn chăm để cho họ tìm hiểu cùng với mình, để họ vào một cái thói quen và cái luồng học tập cũng như là làm việc cùng với mình, để cho họ theo một cái tư duy thay đổi ấy. Còn tàu vàng thì không phải, nhưng mà em vẫn cứ chăm, vẫn rất là tốt, nhưng mà bây giờ họ mới theo tìm hiểu trải nghiệm sản phẩm được đôi tháng rồi là tự nhiên họ không dùng sản phẩm nữa và họ ngủ. Họ bảo học thì họ cứ, các chị em vẫn cứ ư, nhưng mà học không có đều anh ạ. Ok, đấy, câu trả lời đầu tiên là không phải tàu vàng. Thì cái việc mà rời cuộc chơi là chuyện bình thường, ngủ là chuyện bình thường. À, chuyện đấy cháu có gì phải buồn. Bởi vì cái người mà thích nhưng mà không làm, đúng không? Muốn giàu nhưng mà không học, rồi học được chăng hay chớ, thì làm sao mà thành công được, cái chuyện bình thường. Cho nên là gì? Điều đầu tiên là mình phải tìm ra tàu vàng. Đấy là điều quan trọng.
tìm ra tàu vàng là điều quan trọng, đúng không nào? Cái thứ hai ấy, là mình sắp xác định cái luật chơi ban đầu, giống như đầu tiên em có nghe anh Thông chia sẻ không? Em vừa vào được ạ. Tại em có tiết 5, bây giờ em tiết 1, đâm ra hôm nay em học không được nhiều. À, thì đầu tiên khi mà họ ký hợp đồng muốn sản phẩm xong ấy, mình phải xác định tư tưởng tinh thần. À, anh có một cái video hôm trước anh cốt một cái đội nào ấy nhỉ? À, về xác định tư tưởng tinh thần ban đầu ấy là rất quan trọng. Nói cho họ về cái 5 mục tiêu này cần phải chinh phục này, ở Siberia này, tư vấn viên trưởng đúng không, chuyên nghiệp, thủ lĩnh quốc gia và thủ lĩnh quốc tế. Em nói thẳng với họ trước, thân đã làm ấy là thân xác định, thủ lĩnh quốc tế cuộc chơi mới bắt đầu. Tức là mình phải mạnh trước thì mình mới dẫn được, mình mới tìm được ra người mạnh, đúng không? Mình vẽ ra 5 mục tiêu đó nhưng mình nói trước với họ là đã không làm thì thôi, thân thì Dung đã làm ấy là ấn định, dù bạn có làm hay không, những người khác có làm với Dung hay không thì Dung kiểu gì cũng đi hết sơ đồ trả thưởng, cuộc chơi mới bắt đầu. Ấn định trước rồi hỏi họ đây này, từng mục tiêu này bây giờ bạn chọn mục tiêu nào, trường hay chuyên nghiệp đấy, tức là nó liên quan đến mục tiêu tài chính, vẽ ở trong đấy vẽ rất rõ. Ai mà chưa nắm được cái đấy xem lại cái clip mà cái clip đấy nó tên là, cả nhà đợi cơn chút, đặt tên cái clip đấy là cái gì. Định hướng nghề nghiệp, đúng không? Đấy. Cái clip nó tên là định hướng nghề nghiệp. Hôm 19 tháng 10 thì mình phải xác định tư tưởng tinh thần ban đầu là rất quan trọng. Khi họ làm họ ký hợp đồng, mình không xác định tư tưởng tinh thần, mình cứ lao vào làm ngay thì họ chưa biết cái gì, chưa biết làm để đi đâu, về đâu, chưa biết là cái công việc này nó là công việc gì, đúng không? Thế thì họ sẽ làm theo cái bản năng của họ, được chăng hay chớ. Làm không đến nơi đến chốn, thích thì làm, không thích thì thôi. Ví dụ như vậy. Rồi họ nghe xem một số chia sẻ, thấy ô tô, thấy những người bình thường, thế là bắt đầu họ hưng phấn. Đúng không? Hưng phấn thế xong bắt tay vào làm, thế lại lúc thì phải học rồi làm những cái việc khác họ không làm. Tiềm thức nó dẫn dắt mà. Thế là bắt đầu cái thằng lười nó xuất hiện, thằng hèn nó xuất hiện, rất là nhiều những tiếng nói nhỏ. Nó léo réo ở bên trong này, phải không? Thế thì mình là người dẫn đường, cái việc quan trọng của mình là phải xác định tư tưởng tinh thần ban đầu là rất quan trọng. Họ phải nhìn, mình phải cho bản thân mình phải nhìn rõ, đây là một cái cuộc chinh phục trong cuộc đời của mình. Mình đã ấn định đích rồi, việc của mình là chỉ học và hành để tiến lên thôi. Mỗi ngày tiến một bước cũng được, không quan trọng bắt đầu như thế nào, quan trọng là kết thúc một cách mạnh mẽ. Không quan trọng bắt đầu như thế nào, quan trọng là kết thúc một cách mạnh mẽ. Tức là quan trọng mình đã tham gia cuộc chơi là để về đích, chứ không phải tham gia cuộc chơi là để bỏ cuộc. Đúng không? Thì khi đó mình phải biết được cái hành trình mình đi này có những cái đích nào, mình phải chinh phục. Và sau đó thì mình hướng dẫn cho người khác là đây, bây giờ bắt đầu vào cái hành trình này, nó có 5 cái đích này, 5 cái mục tiêu này chúng ta cần phải chinh phục. Bạn chọn mục tiêu nào? Tư vấn viên trưởng 8 đến 12 triệu, chuyên nghiệp 30 đến 50 triệu, thủ lĩnh 60 đến 100 triệu, thủ lĩnh quốc gia 160 đến 300 triệu, quốc tế trên 600 triệu trở lên. Cho họ chọn trước, chọn mục tiêu nào. Sau đó nói rõ nghề này là nghề doanh nhân, là kinh doanh, là trở thành doanh nhân. Và doanh nhân là gì? Nói rất rõ, doanh nhân là người giải quyết vấn đề, đúng không? Doanh nhân là người giúp đỡ người khác, tiền là phần thưởng. Để xác định tư tưởng tinh thần nó đúng thì họ vào, họ mới, họ gặp vấn đề thì họ kêu bảo đây là việc của doanh nhân, đúng không cả nhà? Ai mà gặp vấn đề mà kêu ấy, doanh nhân là người giải quyết vấn đề mà. Thế nên cái vấn đề nó xảy ra là việc của mình, nên lại kêu thì làm sao làm được nghề này. Thân thì Dung hiểu không đấy, và anh chị em khác. Tức là mình phải xác định tư tưởng tinh thần nó rất rõ đấy, sau đó thì bây giờ mục tiêu đấy là mục tiêu, mình hỏi là có phải mục tiêu của bạn không? Nó có. Thế thì thứ nhất là cam kết làm đến cùng, bạn có sẵn sàng? Cam kết làm đến cùng. Nếu họ cam kết, rồi muốn đạt được cam kết thì làm theo hệ thống, bạn có cam kết không? Đúng không nào? Thế sau đó mình mới nói về làm theo hệ thống là như thế nào, các cái buổi học là như thế này này.
Thế mà họ đã cam kết thì hành động thôi. Thế lúc nào họ không vào học ấy, thì em hỏi. Họ đã chọn mục tiêu rồi, ví dụ ô tô 30 đến 50 triệu mình lại hỏi. 30 đến 50 triệu có phải là mục tiêu của bạn không? Nếu đúng nào? Đấy. Thế họ bảo phải, thế phải không học làm sao đạt được? Thế thì cái bài học đấy, cái quan trọng nhất là Dung tự quan sát xem họ là ai, đúng không? Rồi phải quan sát, luôn luôn nhớ là mọi thứ đến từ mình. Mình, họ nghĩ là phải xem mình, chứ không phải xem họ. Xem mình đã dẫn đường đúng chưa? Xem mình đã nhìn đúng người chưa? Nếu họ là tàu rỗng, họ nghĩ là chuyện bình thường. Dung mình đúng không? Mình chưa đúng người, chưa đúng người, chưa đúng, chưa phải người đồng tâm, đồng chí hướng, thì họ rời cuộc chơi là chuyện bình thường. Em có bao nhiêu tầng 1? Bao nhiêu em người ký hợp đồng? Khoảng tầm 4 đến 50 người, nhưng mà độ tầm 10 người là làm việc cùng với em. Nhưng mà 10 người này 2 tháng đầu làm việc rất là tích cực. Nhưng mà đến tháng thứ 3 là họ không làm, họ nghỉ. Ừ. Họ thôi không làm nữa. Ừ. Cái đấy mình phải xem lại mình. Họ sang chạy sang bảo hiểm rồi họ nói cái này lâu lắm mới thế nọ thế kia. Em bảo thôi thì trước tiên phải học đã. Chứ còn bây giờ các bạn làm sang công việc khác. Còn nếu mà các bạn xác định làm xương sống thì các bạn phải học tập và theo dần. Chứ còn bây giờ mà đùng một cái mà các bạn thấy có ô tô như người hướng dẫn của chị Dung ấy, thì chúng ta không có phải, mình phải là người như thế nào thì mới đạt được điều đó. Thì các bạn để bảo em là công việc này nó hơi khó, mới lại là phải học nhiều. Thế em bảo thì vào đây chỉ phát triển bản thân, 80% họ công ty trả tiền cho bạn là việc học. Thế bạn muốn lấy tiền cho cái việc học của mình thì bạn vào học và bạn có tiền. Thế nhưng có nghĩa là anh lười và anh kia là nó lớn hơn cái anh siêng. Thế nên là em bảo thôi thì tùy mọi người. Em cũng xác định là đi tìm thành viên mới, bởi vì là chưa tìm ra được tàu vàng thì mình em vẫn cứ chăm tàu bạc và tàu rỗng kia để họ cho dùng sản phẩm cũng được, coi như họ khách hàng là khách hàng thường xuyên của em. Thì là okay. Em vẫn tiếp tục có điều thì cũng hơi buồn một tí. Chuyện bình thường em. Đấy, như cái việc là gì, mình không thể thay đổi được người khác, nhưng mình tập trung vào giải quyết vấn đề cho mình thôi, đúng không? Mình xem lại cái việc mà mình định khung ban đầu. Đấy là việc quan trọng. Đấy là một cái việc rất quan trọng mà cần quan sát, là nhiều anh chị em làm cái việc này chưa tốt. Vì là làm việc này chưa tốt cho nên là họ dễ bỏ cuộc trên đường đi. Thế còn đối với những người mà thấy khó mà bỏ thì người ta chả thành công được cái công việc gì hết. Không có thể thành công được cái công việc gì. Tối hôm qua đào tạo được liên tim vừa chia sẻ với cả nhà, kinh doanh với CV có thể nói là kinh doanh dễ và đơn giản nhất trong các loại kinh doanh. Đối với kinh doanh chân chính, thứ nhất là nhu cầu rất lớn, nhu cầu sử dụng sản phẩm, đúng không? Hai là nhu cầu kinh doanh cũng rất lớn. Thứ ba là chính sách thì tốt, giá cả thì tốt, hệ thống huấn luyện đào tạo thì ngon, bởi vì kết quả là chân lý. Môi trường thì lành mạnh, mà không kinh doanh được thành công, khó mà có thể kinh doanh thành công với khác được, đúng không? Thế còn những người mà nhìn thấy Sibri mà còn thấy khó mà bỏ, họ không thể kinh doanh thành công với khác được đâu, khó lắm. Chả có cái kinh doanh gì nó đơn giản như Sibri. Đây, ở đây có những anh chị em kinh doanh truyền thống rồi này, cực kỳ mệt mỏi. Thân thì Dung hình không? Thế còn sang bảo hiểm nữa thì càng, làm Sibri còn không làm được nữa thì còn sang bảo hiểm thì còn vỡ mồm. cứ cho họ đi lang thang đi, xong thỉnh thoảng mình vẫn chăm sóc cho họ tiêu dùng, xong thỉnh thoảng hát bài một coi đi về, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, đúng không? Đấy, nhưng mà qua cái câu chuyện của Dung ấy thì mình học cái bài học cho mình, chứ mình không nhìn vào họ. Bởi vì sao? Bởi vì là chỉ có những con người mà kiên trì, kiên định và học tập và làm đến cùng mới thành công được. Đấy là điều đương nhiên. Và đây là cái quá trình sàng lọc, sàng người. Bởi vì vũ trụ công bằng lắm. Vũ trụ chỉ trả công xứng đáng cho những người kiên trì.
vũ trụ chỉ trả công xứng đáng cho những người thấy khó khăn thử thách, đấy là một bài học để vượt lên. Vũ trụ chỉ trả tiền cho những người xứng đáng, chẳng bao giờ vũ trụ trả tiền cho những người không xứng đáng hết. Thế cho nên đấy là sàng lọc, đấy là sự sàng lọc tự nhiên, đúng không? Nhưng để mình giúp nó sàng nó sợ nó sàng mà sàng mất tàu vàng ấy, thì cái việc mà mình định hướng ban đầu là rất quan trọng đấy. Thế thôi, thế còn mà họ thấy khó khăn mà bỏ thì họ xứng đáng được sống một cái cuộc sống khác. Và đương nhiên nữa gì, vũ trụ cũng thử thách thân thị dung, xem là cái niềm tầm mỗi một cái người bỏ đi ấy là một cái thử thách để xem niềm tin của mình đến đâu. Mỗi một đồng đội mà bỏ cuộc là vũ trụ thử thách niềm tin của bạn, đúng không? Thử thách ý chí của bạn, thử thách trí tuệ của bạn. Và mình vượt qua được cái thử thách đó thì mình tiến lên. Thế còn mình không vượt qua được, mình lại cũng giống như họ, mình lại tạm biệt cuộc chơi thì thôi, xong. Đấy cũng là những cái thử thách dành cho mình. Ok chưa cả nhà? Mỗi một cái ý kiến phản đối ấy là một cái thử thách niềm tin của mình. Giống như chị Huế em thế, bốn người hôm qua hẹn mà không đến ấy là sẽ thử thách niềm tin của chị, thử thách sức mạnh của chị. Tất cả những cái thứ đó là sinh ra để thử thách mình. Ok, cảm ơn thân thị dung rất nhiều. Xin mời anh chị em khác. Anh Cường cho em chia sẻ chút được không anh Cường? Yes, quá được. Dạ, yeah. Ok. Cảm ơn anh Cường, chào tất cả các anh chị có mặt trên Zoom. Với một quan điểm của Thông á, thì thật sự khi mà các bạn đồng hành cùng với mình hay không là cái sự nghiêm túc của mình nó quyết định những cái sự đoàn đội của mình có về với mình không hay là ở với mình hay không. Bởi vì ngày hôm nay á, với cái kết quả của CVD nó rất là rõ ràng, nhưng chúng ta chia sẻ họ như thế nào và cái cách tốt nhất á, là giúp cho họ làm sao họ nhanh tham gia vào chương trình của chúng ta, đó là hay phát biểu như thế này. Và khi họ học được cái gì, chúng ta bảo họ học copy y chang như vậy, chia sẻ cho những đồng đội của mình, thì mình mới cuộc được. Thậm chí là không có người chia sẻ thì hãy tưởng tượng ra lấy cái ghế ngồi bên cạnh chia sẻ đi chia sẻ lại. Và đặc biệt chỗ chị Huế thì Thông thấy được nè, cái sự mời của mình nó chưa dứt khoát ở cái chỗ nè, đi uống cà phê, hay là không rõ ràng trong cái mấu chốt đó là hẹn để làm gì. Cứ nói hay lắm, nhưng mà họ không biết hay này gì. Và mình nói là thật sự mình rất là nghiêm túc, nói nhanh cưỡng, mình rất là nghiêm túc về thời gian. Và mình đây gọi là cái công việc mình rất là tốt, và ngày hôm nay cái quỹ thời gian của mình còn nhiều. Bởi vì cái thời gian của mình trôi đi một ngày nó rất là nhanh, và nó trôi đi 5 năm nó rất là nhanh, 10 năm nó rất là nhanh. Thế nhưng ngày hôm nay mình chỉ cần tập trung 6 tháng đến 1 năm mình có một cái thành quả. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có những cái thành quả như vậy. Thế thì bạn muốn đồng hành cùng tôi, bạn hãy nghiêm túc, và thông tin chắc rằng bạn nghiêm túc thì bạn có được cái kết quả rất là tốt. Thế thì cái mời của mình á, thì thông thường mời họ, ví dụ như em ạ, ngày hôm nay thì anh hay chị mới có được một người bạn cho được một cái phần quà, mà cái phần quà này nộp bất tận hưởng, và chị nghĩ rằng chị không thể nào mà sử dụng cái phần quà này một mình được, cho nên là chị khi mà chị có nắm được nó trong tay thì chị muốn mang cái phần quà này chia sẻ với em. Và đúng cái hôm đấy chị em mình gặp nhau để tận hưởng cái phần quà này, và chị nghĩ là em rất là hứng thú với cái phần quà này. Và sau cái buổi mà chị em mình gặp nhau á, thì chị mong muốn là anh em mình, chị em mình sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài với nhau. Thế thì khi mà họ ra với mình á, thì thông thường ngày cái thời gian gần đây á, thì Thông hay chốt ngay lập tức, ngay ban đầu. Đó là ngày hôm nay thì rất là nhờ nhân duyên anh em mình gặp nhau. Và cái mục đích của Thông ngày hôm nay là mong muốn xây dựng ra được cái mối quan hệ chất lượng lâu dài với anh chị. Đó là một cái sợi chỉ đỏ, cái tiêu chí hàng đầu của Thông ngày hôm nay.
Thế thì để làm được những điều đó thì bốn cái tiêu chí mà Thông đưa ra tiếp theo đó là hợp pháp, hợp tình, hợp lý và hợp nhân quả thì mới xây dựng được mối quan hệ lâu dài. Và em có đồng ý với anh như vậy hay không? Thế thì họ bảo đúng rồi, để xây dựng được cái mối quan hệ như vậy thì cần phải có những cái tiêu chí đó. Thế thì kết quả không bao giờ biết nói dối. Và ngày hôm nay anh em mình có một cái môi trường để thi thố tài năng, thể hiện mình là ai, mình cống hiến như thế nào và mình sẽ nhận được. Với anh, quan niệm của anh rất là rõ ràng. Khi mình không hút được, khi mình không trao giá trị nhỏ được, không trao giá trị lớn được thì đừng hòng mình gặt. Và ngày hôm nay thì Thông gặp rất là nhiều những cái tình trạng đó nè. Các bạn cứ kêu mình ra xong bắt đầu cờ rau quăn hay là HTC hay là cái gì đó, những cái tài chính. Và khi mà được mời như vậy thì Thông rất là hỏi rõ. Ngày hôm nay anh rất là bận, anh là người làm tài, anh là người làm dinh dưỡng. Cho nên là nếu như em gặp anh, có thể trao đổi đúng cái mục đích anh em mình gặp nhau. Mình nghiêm túc ngay từ đầu thì mình không bao giờ bị mất cái thời gian mà nòng vòng với họ. Cho nên là Thông thường nói là Hải Phòng thì không có nòng vòng và nhà Thông ở gần Hải Phòng. Đó. Cho nên là Thông, quan điểm của Thông ngày hôm nay rất là rõ ràng. Và trong chia sẻ bục ngay ban đầu, mình là người nghiêm túc, cơ hội của mình nghiêm túc. Đó, chỉ có kết quả thật. Cho nên là đấy là cái phần Thông chia sẻ với cả nhà. Ok, cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Văn Thông. Yes, rất là hay. Rồi, xin mời các anh chị em khác. Thủ lĩnh Cường cho em hỏi một chút ạ. Được. Em đi tuyển đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Ok. Thường là em hẹn gặp khách là hẹn gặp một lần. Nhưng mà bây giờ mình muốn hẹn thêm lần thứ hai nữa là người ta không có chịu nữa. Tức là mình nhắn tin, mình hỏi thăm là người ta không thèm check nhắn của mình luôn. Bây giờ phải làm sao ạ? Tức là em gặp lần đầu mà đã nói chuyện gì rồi? Dạ thì chia sẻ về bên Siberia luôn ạ. Về kinh doanh, okay. Sản phẩm của mình luôn. Sau đó họ kêu là để về suy nghĩ xem như thế nào. Rồi có gì trả lời thì em có gửi những cái video mà anh Huy hướng dẫn cho em á. Em gửi cho họ xem thì sau đó là nhắn tin không trả lời rồi cũng không chép nhắn luôn. Khoảng bao nhiêu người như vậy? Em gặp bao nhiêu người như vậy? Dạ, hình như là nhiều quá. Ở đây những anh chị em nào cũng gặp những người như vậy, giơ ngón tay cái. Đấy, giờ cũng gặp nhiều. Đấy, thế thì điều đầu tiên đó. Đầu tiên đấy, mình thấy đây là quy luật bình thường đã, đúng không? Có thể em bạn. Đây là một cái quy luật bình thường đã. Nhưng mà mình xem thứ nhất, mình quan sát cái gì? Mình quan sát lại cái mối quan hệ của mình với họ. 80% người ta làm việc với mình bởi vì người ta tin và thích mình đã, đúng không? Mình xem, mình quan sát xem cái mối quan hệ của mình với họ trước. Rồi kể cả đây những người thân xong bạn thân xong nhắn tin họ cũng không nghe cũng chuyện bình thường. Mặc dù là trong cuộc sống có thể mình rất ảnh hưởng. Đấy. Đúng không nào? Yeah. Rồi cái quan sát cái thứ hai là cái việc mình chia sẻ 21 ấy. Mình chia sẻ cho họ. Đấy. Mình quan sát cái năng lượng của mình. Xem mình đã chia sẻ như thế nào. Quan sát năng lượng là quan sát ba thứ quan trọng. Một là quan sát nội dung. 7% ấy. Thông điệp đã rõ ràng chưa? Ngắn gọn chưa? Đúng không? Nói về cái điều họ mong muốn hay chưa? Quan sát cái thứ hai là cái giọng nói của mình. Quyết định giao tiếp 38%. Đúng không? Mình quan sát lại xem là cái giọng nói của mình khẩu khí ấy. Đấy. Quan sát thứ ba là ngôn ngữ cơ thể của mình. Nhìn mình ung dung tự tại hạnh phúc chưa? Thì mình quan sát cái đấy, đúng không nào? Quan sát cái thứ tư là mình xử lý từ chối. 6 bước xử lý từ chối ấy là mình đã xử lý được những bước nào rồi thì mình phải quan sát lại. Bởi vì sao? Bởi vì là anh chị em nào nhắc lại gia phả của thành công cho người nào. Gia phả thành công, anh chị em là nhắc lại cả. Chị Liên,
Huy, Huy nhắc giúp Cường cái nào, đã phải thành công. Ok thủ lĩnh, gia phả thành công. Thành công là ông của kinh nghiệm đúng không? Là bố cái, của đúng. Cái gì là ông của kinh nghiệm? À thất gì? Thất bại. Yes. À thất bại. Không, đầu tiên là cái thất bại. Thất bại hoặc là sai đấy. Hoặc là ông của kinh nghiệm. Là ông của bài học kinh nghiệm đúng không? Bố của đúng. Là bố của đúng. Đúng ở đây là quyết định đúng. Quyết định đúng. Hành động đúng. Và là cụ của thành công. Là cụ của thành công. Ok. Thất bại là cụ của thành công. Ông của kinh nghiệm và bố của đúng. Yes. Rồi, cảm ơn quý vị. Thất bại hay là sai ấy, là bố của bài học kinh nghiệm, là ông của đúng và là cụ của thành công. Thế thì cái quan trọng nhất ấy, không có gì là thất bại, không có gì là sai hết. Cái quan trọng nhất đầu tiên là mỗi một lần mình chia sẻ, mình làm việc ấy, thì bài mình học được cái bài học. Giống như chị Huế lúc nãy hẹn 4 người mà họ không đến thì mình học cái bài học, và bài học là bài học cho mình chứ không phải là bài học cho người khác. Cả nhà hiểu không? Và nếu mình không học được bài học thì lần sau lại thế. Chừng nào mà chưa ra được, bởi vì nếu mình chưa học được bài học thì mình vẫn quyết định sai, hành động sai. Và quyết định sai, hành động sai thì nó chưa ra kết quả. Và kết quả là chân lý. Khi nào có kết quả đúng, có nghĩa là lúc đấy mình học được bài học đúng. Vì vậy mấu chốt quan trọng nhất là mỗi một lần chia sẻ mình học được bài học. Mỗi một tư vấn viên mình hướng dẫn dẫn dắt mình cũng phải học được bài học. Cả nhà hiểu chưa? Thế thì nếu như mình không nghiêm túc học bài học, lần sau mình làm vẫn thế. Rồi bài học xử lý từ chối, mình xem các bước, mình đã lắng nghe tốt chưa? Mình đã biết đặt câu hỏi chưa? Đồng cảm mình làm như thế nào? Bước 3, bước 4, chia sẻ bằng câu chuyện, mình đã chia sẻ đúng bài chưa? Tốt chưa? Bước 5, hỏi câu hỏi triệu đô, mình đã biết hỏi chưa? Ví dụ như vậy. Và khi mình nghiêm túc mình học bài học ấy, thì nhanh lắm, 20 cuộc chia sẻ 20 bài học, 50 cuộc 50 bài học, mình sẽ thành công rất nhanh. Nếu như mình, bởi vì cái quá trình phát triển là gì? Quá trình quan sát, phân tích và đúc kết. Khi đúc kết bài học thì mình có trí tuệ và mình trưởng thành. Và lúc đấy mình quyết định đúng và hành động đúng, mình sẽ đi rất nhanh. Thì mấu chốt của Tuyền vừa hỏi ấy, em xem lại mình ấy, là các bước xử lý từ chối mình đã làm tốt bước nào rồi. Ví dụ họ nói là gì, để họ nghĩ đúng không? À, sau khi họ bảo để họ nghĩ thì em nói như thế nào? Em kêu chị cứ suy nghĩ và tham khảo, em sẽ gửi thêm những cái video mà nói về Siri cho chị tham khảo thêm. À, ok. Để họ nghĩ là một dạng từ chối, hoặc là họ đang còn vướng mắc cái gì đó trong đầu thì mới phải nghĩ, có đúng không? Thì mấu chốt của mình phải biết họ nghĩ cái gì, họ muốn nghĩ cái gì. Chị có thể chia sẻ với em xem là chị nghĩ gì, chị muốn nghĩ gì. Tức là mình, việc của mình là làm bước số 2 ấy. Khi mà họ phản đối là mình làm thám tử, sau đó mình lắng nghe, lại quay về bước 1. Họ bảo họ nghĩ thì mình hỏi luôn, đúng không? Dạ, thế thì chị cần nghĩ về điều gì cụ thể để họ nói ra. Chứ họ nghĩ gì đấy mà em gửi cho đúng cái, không đúng cái họ nghĩ thì chả giải quyết cái gì. Có đúng không ạ? Dạ. Vậy thì chị cần nghĩ thêm điều gì? Thế thì để họ chia sẻ. Lúc đấy mình mới biết được, đúng không? Bởi vì mình không biết được trong đầu ai nghĩ cái gì cả. Tuyên hiểu chưa? Rồi, còn tạm phản đối như nào nữa? Đây là em chia sẻ kết nối với người ta mà. Kết nối với người ta mà người ta không trả lời. Trước khi không trả lời ấy, không, cái lúc kết thúc cái buổi chia sẻ lần đầu tiên ấy, có người thì nói là để họ nghĩ, thế còn có người khác họ nói như nào nữa? Kêu là thấy sản phẩm cũng được nhưng mà không có dễ ăn đâu, rồi làm như thế nào mà để được mà tới gì có kết quả mà được bản xe hơi, không có ảo, nói chung là người ta kêu là mình nói ảo. Thế lúc đấy em nói như thế nào? Thì em nói là
người ta kêu là chị hồi đó giờ chị chưa có làm được á, mà cái kết quả giờ chắc là chị không làm được. Nó thì chỉ cần chị vô đây thôi, chị không cần kinh nghiệm gì cả, thì trong này thì có trường S9 sẽ truyền dạy lại cho chị cứ vậy mà chị làm theo thôi. Và ở đây thì người ta đã có những người ta học chưa hết lớp 3, người ta đã học lớp 3, lớp 8 người ta còn làm được, thì em nghĩ chắc chị làm tốt hơn, thì chị cứ phải cho mình có cơ hội. Thế là bác Cương để chị xem đã, chứ chị thấy nó mông lung quá. Ok. Cái sai lầm phần lớn của tất cả các tư vấn viên là trong cái việc mà mình làm việc ý kiến phản đối là làm luôn cái bước giải thích, tức là làm luôn bước 4 và mình bỏ qua bước 2, bước 3. Bước 2, bước 3 có thể nói là bước quan trọng nhất trong xử lý từ chối. Mình làm bước 4 có nghĩa là mình đưa vào thế đối đầu với họ, mình giải thích mà. Họ thì họ đeo kính đen, còn mình thì đeo kính hồng, tức là thế giới quan khác nhau, đúng không? Họ suy nghĩ là đúng với họ, còn mình suy nghĩ là đúng với mình. Thế hai cái ông này, mình đúng, họ đúng, đúng không? Thế thì không giúp nhau được. Cho nên là cái bước số 2 là bước rất là quan trọng. Khi mà họ nói như vậy thì mình phải biết là họ đang bị niềm tin hạn chế ở bên trong con người của họ. Có phải không nào? Thì việc của mình là đào sâu tiếp. Ồ, chị có thể chia sẻ thêm được không? Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Phải không? Tại sao chị lại nghĩ là khó? Chị có thể chia sẻ thêm được không? Đấy. Mình hỏi tiếp. Thế chị đã từng kinh doanh bao giờ chưa? Chị đã từng kinh doanh như này bao giờ chưa? Thế chị có thể chia sẻ thêm là thế làm sao chị biết là khó được? Chị cứ chia sẻ đi em nghe. Ví dụ thế. Tức họ vừa đưa ra ý kiến phản đối phát là mình lại sai lầm ngay, là mình giải thích ngay. Tức là đưa vào, mình đi vào bước 4. Và khi người ta phản đối và mình giải thích ngay là ta nhớ là luôn luôn và đưa vào thế đối đầu. Và đưa vào thế đối đầu thì mình không giúp họ được. Nghề của mình là nghề giúp đỡ người khác. Khi họ còn niềm tin hạn chế thì mình, khi họ còn nỗi sợ hãi thì mình phải mạnh để giúp đỡ họ, đúng không? Nhưng mà phải giúp đúng cách. Đấy có nghĩa là đấy, mình phải quan sát được cái bài học là mình đã nắm được các bước làm việc ý kiến phản đối chưa? 6 bước làm việc ý kiến phản đối đấy, đấy là nghệ thuật giao tiếp. Đúng nào? Hay còn là nghệ thuật đàm phán. Thế sau đó họ nói hết ra, mình lắng nghe một cách chân thành, mình mới hiểu được họ thực sự cái rào cản, mấu chốt cái rào cản là gì. Nó chỉ có hai cái rào cản chính. Một là niềm tin hạn chế về ngành nghề kinh doanh này. Hai là niềm tin hạn chế về chính bản thân họ. Đúng không? Thế thì cái câu chuyện của Tiền vừa chia sẻ là họ mắc cái niềm tin hạn chế về chính bản thân họ. Có đúng không? Thế sau đó mình làm mới bước 3, xong bước 2 mình mới làm bước 3, mình mới đồng cảm trước đã. Mình chưa đồng cảm mà mình giải thích ngay. Đồng cảm là đưa mình về phía họ hoặc là họ về phía mình để cùng nhau. Ví dụ như họ có cái niềm tin hạn chế giống như Tiền vừa nói ấy, thì mình đồng cảm. Nói thật với chị, ngày trước em cũng thế. Cái lúc em mới tìm hiểu, em cũng thấy người ta thành công, em nghĩ là người ta phải rất giỏi người ta mới làm được. Và em cũng thế. Là đồng cảm đúng không? Em cũng sợ là mình không làm được. Em cũng nhìn thấy cũng chắc là người ta phải giỏi lắm thế nọ thế kia, chứ em cũng thế. Thế mình đồng cảm như vậy thì người ta hết phản đối, đúng không? Em cũng như vậy. Thế còn những cái người mà họ phản đối về bán hàng đa cấp ấy, thế có những cái lúc mình đồng cảm, mình hỏi thế xong tại sao anh lại có cái góc nhìn như vậy, anh có thể chia sẻ cái góc nhìn của anh không? Thế họ nói đủ thứ, đúng không? Ui rồi lúc đầu ngày xưa em cũng ghét lắm, ghét cay ghét đắng, mà đứa nào mà nói về em đa cấp với là em bịt mồm luôn. Có những đứa bảo thôi mày đừng nói nữa, tao tát vào mồm. Mình đồng cảm với họ đến mức như thế, thế thì họ hết phản đối. Thế và rồi rất là may, đầu tiên đấy, xong đến cái bước thứ tư này, đây là cái câu hỏi mà nhắc đi nhắc lại trước khi trả lời ấy, nó tức là nhắc đi nhắc lại. Anna Nguyễn đào tạo hôm trước ấy, sau bước phản đối và Cường nói rất nhiều rồi. Cái bước thứ tư là cái bước bắt đầu chia sẻ. Đầu tiên là em tin cái người chia sẻ cho em, ý ngụ là họ có tin mình hay không,
đúng chưa nào? Đầu tiên ấy là may quá đủ nhân duyên em tin cái người chia sẻ cho em và bắt đầu em nghiêm túc sử dụng sản phẩm, rồi em vào môi trường em tìm hiểu tiếp và em học tập, và càng học càng làm thì em mới phát hiện ra rằng là cái công việc này ai cũng có thể thành công. Em mới thấy một bạn học lớp 3 họ làm như thế này, em mới thấy bạn lớp 8 như thế này, em mới thấy bạn nông dân như thế này. Và lúc đấy em có niềm tin đủ lớn là bất cứ ai chỉ cần nghiêm túc học tập, ham học hỏi và sẵn sàng hành động thay đổi thì đều có thể thành công được. Đấy, và ngày hôm nay em rất là hạnh phúc em đi trên con đường này. Đấy, và em biết chị cái đầu tiên vào đây ấy, chị được là cái gì? Chị được học để trở thành con người mạnh mẽ hơn, niềm tin của chị lớn hơn. Nếu mà chị không tin chị kiếm được 15-20 triệu một tháng, cả cuộc đời thì chả bao giờ chị có hết. Nếu chị không tin là chị có ô tô muôn đời không bao giờ có hết, thì vào cái môi trường này nhờ học tập, bản thân em thế, đầu tiên em không tin, nhưng mà vào môi trường này học tập, ngày hôm nay em có một cái niềm tin mạnh mẽ. Em muốn giúp chị cùng với em vào cái môi trường này để con người mình lớn lên ạ, thì tiền nó mới sẽ đến sau. Em đi tuyển hình đúng không? Dạ. Chứ nếu mà mình giải thích ngay, họ vừa phản đối cái mình giải thích ngay, rất khó có thể giúp được họ, đúng không? Đúng bài mà làm là như thế. Phải xem lại, nếu mình chưa rút được, mình chưa học được bài học 6 bước làm việc ý kiến phản đối, ngày nào mình cũng phải sử dụng cái này. Nghề của mình là nghề làm việc với ý kiến phản đối. Nghề của mình là nghề làm việc ý kiến phản đối để kết nối những trái tim yêu thương. Đấy. Và nếu như mình chưa học được bài học này thì mình chưa tiến lên được. Tiến nhá. Quan sát lại tất cả. Khi người ta phản đối, tuyệt đối không bao giờ giải thích và không làm theo ý họ. Mà người ta phản đối, việc của mình là hỏi để lắng nghe. Đúng không? Chứ người ta bảo để chị nghĩ thì xong, chị nghĩ đi thì không bao giờ có thể giúp được người ta. Mình phải biết họ nghĩ cái gì chứ. Phải không? Yeah. Ok. Em cảm ơn phụ lực. Rồi, cảm ơn tiền. Xin mời chị Galaxy A50S. Rồi, xin chào thủ lĩnh. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Dạ, nghe rõ. Vâng. Nghe rõ hả? Vâng, vâng. Rồi, mình tự giới thiệu mình tên Đào họ Đỗ. Dạ. Đỗ Thị Đào. Đỗ Thị Đào. Vâng, dạ. Chị thì, rất vui. Thực chất là mình giới thiệu một chút, mình năm nay là 57 tuổi. Dạ vâng. Thế thì qua cái gọi là cái chị em làm việc thì nó có một chút liên quan đến cô Tuyến. Vâng. Cô Tuyến thì thực ra là trong cái việc mà cô ra là cô nói chuyện rất là nhiều rồi, cách đây hơn một năm rồi. Vâng. Nói chuyện rất là nhiều nhưng quả thật thì mình cũng chưa hề tin. Vâng. Chưa bao giờ tin. Mình cũng làm nghề kinh doanh, nhưng mình làm nghề kinh doanh gọi truyền thống. Dạ. Thế thì cũng cô cũng có mời gọi là gặp mặt mấy chị em đi uống nước để chia sẻ những vấn đề về cái sản phẩm của Siberia ấy. Dạ. Thì mình cũng được nghe nói thì rất nhiều rồi. Và cũng nghe qua thì rất nhiều rồi. Thế thì bỗng dưng một hôm, nói chung là cũng ngẫm đi là cô Tuyến là cũng, thực ra là cô Tuyến là cũng chán, cũng không muốn gọi là tiếp cận nhiều lần, vì cũng thấy là do là cái tư tưởng của mình nó cũng, thực ra là mình chưa tin mà. Vâng. Nhưng mà có đến một cái ngày nào đấy, tức là cách đây độ khoảng 2 tháng, thế thì cũng có qua chỗ một cái bà con hàng xóm, thì trên gọi là trên nội trên ngoại ấy. Vâng. Thì cái cô này thì cô cũng, thực ra là cô cũng có dùng cái sản phẩm của mình, cũng hay gọi là thì cô này thì bản chất là cô ấy kiểu như người cô quá là gầy, mà ăn uống thứ cũng không kiểu không béo được ấy. Thế hôm ấy tự nhiên lên ấy thì cô cũng nói chuyện rồi bảo, rồi nhà em mua cho cái này đây này chị ơi, em ăn vào thì em thấy khỏe, như này em cũng thấy khỏe, nhưng mà đầu tiên em cũng sợ, em không dám ăn. Vâng. Nhưng mà sau thì em ăn thì em cũng thấy là ổn lắm, là em gần một tháng là em lên được 2 cân.
Thế thì nói thật, chia sẻ thật với lại thủ lĩnh là chồng của chị thì thực ra là anh ấy là rất là gầy lắm. Vâng. Cũng mua cả đông trùng hạ thảo rồi, nói chung là các loại thảo nhật rồi, nói chung là để cho anh ấy kiểu, ý là mình muốn cho anh ấy tăng cân lên một chút, nhưng mà kiểu cái cơ thể của anh ấy rất là khó, anh ấy không tăng cân được. Anh ấy cao 1m64 nhưng mà anh nặng 46 cân thôi. Thế thì vừa qua thì cũng nghiên cứu cái sản phẩm ấy. Nhưng mà thực chất là như này, hôm đấy thì mình cô Tuyến nó cũng có là bảo em sẽ mua cho chị một cái quyển, chị sẽ đặt ấy, thì cô cũng cài đặt ở trên máy cho ấy. Thì hôm ấy thì cũng vào nhiều lần đặt hàng nhưng mà cũng kiểu thấy nó toàn là để hết hàng ấy. Vâng. Thứ nhất là để thấy là hết hàng, là những thứ mình muốn mua thì nó toàn thấy ở trên trang nó toàn lên đề là hết hàng thôi. Thứ hai nữa là mình muốn một cái dòng tư vấn không phải là tư vấn viên, mà muốn tư vấn những cái sản phẩm để mình dùng trực tiếp ấy, nhưng mà mình muốn một cái người tư vấn cao cấp hơn là các tư vấn viên ấy. Vâng. Để xin bạn ấy trả lời là mình muốn tư vấn để mình dùng trực tiếp của bản thân mình trước. Thì bạn có thể tư vấn cho mình là ai là người là để tư vấn và để hiểu biết để một chút về, tức là phải hiểu biết về y học đấy. Vâng. Thì rồi, mình mới có thể mình nghe được cái để mình ví dụ mình dùng cái dòng sản phẩm gì cho phù hợp với cái cơ thể con người của mình nhé. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thế thì tại sao chị lại muốn một người mà có hiểu biết về y học tư vấn cho chị? Thì thực ra là muốn một người hiểu biết về y học thì tức là thì người ta sẽ hiểu biết về tất cả về con người hơn, về con người, ví dụ về bệnh tật, rồi là về ví dụ mình thiếu cái gì mình sẽ phải bổ sung cái gì đó, ví dụ thế. Vâng. Cái sản phẩm gì đó. Chứ vâng. Ví dụ như chẳng hạn như một bạn là tư vấn thì chị nói một câu chân thành như này. Vâng. Người ta chỉ có thể hiểu qua được sách thôi, nhưng mà người ta không hiểu qua được cái, tức là mình, người ta không được học y, người ta không được, thực ra là cái trình độ để hiểu biết về sản phẩm và thì chỉ là mình qua sách thôi. Vâng. Nhưng cái con người thì người ta có thể không hiểu biết bằng những người người ta có nghề, có nghề y thì người ta sẽ hiểu biết hết. Vâng. Ok, chị nấu cái món ăn gì giỏi nhất chị có thể chia sẻ cho em không? Chị thì thực ra mà nói là chị không biết nấu ăn. Chị thì hay là ông xã hay là con nấu cái món gì rất giỏi và chị rất trước đây chị, công việc của chị thì chị làm nghề nấu ăn, nhưng mà sau độ khoảng 15 năm kinh doanh thì trở về đây là chị không làm nghề nấu ăn nữa vì là chị không có thời gian. Vâng. Thế trong 15 năm trước ấy chị có cái món gì mà chị rất thích không, mà chị nấu rất đặc biệt không, rất ngon, có dinh dưỡng? Ví dụ chị có một hai món là rất là đặc biệt, là ví dụ như chị có cái món hầm cá chim hầm với lại ốc nấu đậu là hai món đặc biệt là chị biết nấu. Ok, cảm ơn chị. Thế bây giờ em hỏi một cái người, nếu người ta không tìm hiểu về cái món đấy, thế thì người ta có biết không? Nếu người ta không tìm hiểu rồi người ta không thực làm, người ta có biết không? Rồi chị hiểu rồi. Đấy. Thế bây giờ những người làm ngành y, đúng không? Rồi họ chưa một lần dùng Sibri chẳng hạn, họ chưa bao giờ tìm hiểu, em ví dụ thế, theo chị họ có hiểu được không? Nhưng họ sẽ hiểu được là ví dụ như là chị bây giờ, ví dụ người ta sẽ phân tích được là bây giờ chị huyết áp của chị đang ở cái đà cao. Vậy. Chị phải ăn như thế nào, chị phải tăng cái gì giảm cái kia, ví dụ thế. Vâng. Hay là chị đang mỡ máu đấy thì chị cần thiết chị phải sử dụng cái sản phẩm nó như này và chị ăn uống cái chế độ nó như này. Vâng. Chẳng hạn như thế, bớt cái nọ và thêm cái kia. Vâng. Đấy, ý là theo chị nghĩ là như thế. Dạ. Chị thấy bây giờ này, bệnh viện nhiều không, bác sĩ nhiều không? Chị có thấy nhiều không? Nhiều. Vâng. Chị có thấy bệnh tật càng ngày càng nhiều không, bác sĩ càng ngày càng nhiều?
bệnh viện thì xây đấy Hà Nội đấy, chị ở Bắc Giang đúng không? Chị ở Bắc Giang. Vâng, chị thấy không, Bạch Mai xây thêm cái nữa này. Việt Đức xây thêm cái nữa này. Khoa ung biếu của bệnh viện Thanh Nhàn ngày xưa thành bệnh viện ung biếu Hà Nội này. Cái bệnh viện ca thêm một cái ca Tân Triều nữa này, chị có biết điều đấy không? Rồi, bệnh viện tim mạch. Rồi, thế thì nếu như bác sĩ mà họ thực sự làm được thì cái bệnh tật nó phải giảm chứ, đúng không chị? Nhưng tại sao bệnh tật càng ngày càng nhiều, bệnh viện càng ngày càng nhiều? Chị có nhìn thấy điều đấy không? Thế theo chị là bác sĩ có phải cái gì cũng biết không? Thì tất nhiên là những cái mà chuyên môn nó cao, mà ví dụ vào những cái sản phẩm với mình đã từng sử dụng và đã từng tư vấn và cũng đã từng thấy, ví dụ như là bạn ấy mà đã dùng những cái sản phẩm hiệu quả, những khách hàng người ta đã dùng những sản phẩm hiệu quả thì các bạn cũng sẽ có kinh nghiệm. Vâng. Dạ. Nhưng cái kinh nghiệm thì chị vẫn muốn là một cái người tư vấn mà nó kiểu theo kiểu nó cao hơn ấy. Ok. Thật sự là em cũng rất là chia sẻ với chị, bởi vì là những cái gì bản thân em thế thôi, những cái gì mà mình đưa vào người, đúng không nào, là mình rất là cẩn thận, đấy là điều đầu tiên đấy, bởi vì nó sức khỏe và tính mạng của mình mà. Đấy, cho nên bản thân em cũng là một người rất cẩn thận, bất cứ cái gì mình dùng là mình phải tìm hiểu rất kỹ, không những dùng cho mình, em dùng cho mẹ em, dùng cho vợ, dùng cho hai đứa con của mình, và con cái nó là tài sản đấy. Và những cái gì mình dùng cho mình đã kỹ rồi thì dùng cho con lại còn càng kỹ hơn nữa, rất là kỹ. Bởi vì là bản thân em là cái người rất là yêu và trân trọng cái giá trị sức khỏe đấy, và đặc biệt rất yêu con. Con em bất cứ em dùng cái gì, kể cả những thức ăn hàng ngày là em cực kỳ kỹ tính, mua ở đâu, tức là những cái khác mình có thể đơn giản, nhưng cái gì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng là cực kỳ kỹ tính. Đấy, chính vì vậy và trước khi dùng CV là em tìm hiểu rất kỹ, tìm hiểu cực kỹ, rồi sau đó em tin cái người hướng dẫn em, anh ấy là anh Phạm Hữu Minh, anh ấy, em chơi với anh ấy là ngày xưa em là nhà báo, thì anh ấy là cục trưởng cục xúc tiến du lịch, anh ấy là một người tốt nghiệp bằng đỏ Nga năm 1978, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là một người rất am tường, rất hiểu biết và một người thích đào sâu tìm tòi. Trước khi anh dùng CV là anh ấy lục tung tất cả các tài liệu của Nga vân vân 3 tháng trời. Anh ấy đọc, anh ấy tìm hiểu, anh đọc tất cả những cái tài liệu của các viện sĩ viện Hàn Lâm giống như ông Yuri Petrovich ghi chép và các nhà khoa học khác nữa. Sau đó anh mới quyết định sử dụng. Mà anh dùng xong anh ấy thấy thích quá. Và anh ấy chia sẻ cho em. Và em tìm hiểu rất kỹ và em tin anh ấy, em dùng. Và khi bắt đầu mình dùng mình mới thấy được cái nguồn năng lượng của mình nó rất là khác. Ngày trước là mặt em rỗ rất là sâu. Thế thì khi mà bắt đầu em dùng Sibri, giống có những cái cô mà bán trà đá ở gần công ty ngày trước, nó ở số 6 Vũ Phạm Hàm ấy, cứ sau một chục ngày cô lại bảo da thần cơ nó khác, cứ sau chục ngày cô bảo da thần cơ nó khác, sau 3 tháng cô bảo mày dùng cái gì lấy cho cô ấy. Rồi những cái đứa con của em thế, mẹ em thế, rất là hạnh phúc, từ ngày sử dụng đến giờ chưa phải uống một viên thuốc tây nào, một viên thuốc kháng sinh nào cả. Đấy, và khi mà bắt đầu em được sử dụng rồi em học, thì em mới phát hiện ra là như thế này. Các nhà khoa học Nga họ rất là giỏi. Họ biến được tất cả những thứ vô cùng phức tạp trở về đơn giản. Để cho bất cứ ai đều có thể lựa chọn món ăn cho mình. Để có thể bảo vệ, chăm sóc và tự mình phục hồi sức khỏe. Bởi vì nếu như phải đào tạo ra một bác sĩ phải mất 6 năm rồi đến 8 năm. Và thế giới này đào tạo ra hàng biết bao nhiêu bác sĩ như ngày hôm nay đấy. Kết quả là chân lý, không giải quyết được vấn đề. Thế thì các nhà khoa học Nga họ đã đưa ra một cái giải pháp siêu thông minh là biến thức ăn này này, những thức ăn tinh hoa, tinh túy này, để mình tự bảo vệ và để cho cơ thể nó tự phục hồi. Và họ đưa ra cái lựa chọn, cái thứ nhất là họ sản xuất ra những sản phẩm siêu sạch, siêu an toàn. Thì họ nói rằng nếu như bạn có dùng gấp 100 lần lên thì không có ảnh hưởng gì đến cơ thể hết. Và đã từng một lần em chứng kiến ông bác sĩ Bosco năm 2015 khi mà ông ấy chia sẻ về sản phẩm,
ông ấy đã hợp tác với CB cho đến ngày hôm nay là được 22 năm. Ông uống một vốc sản phẩm như thế này. Để ông ấy cho thấy được rằng là gì, cái sự an toàn của sản phẩm này nó như thế nào. Đấy. Và các nhà khoa học họ, Nga họ biến những thứ cực kỳ phức tạp trở về đơn giản. Để ai cũng lựa chọn được. Đấy là gì? Cái thứ nhất là thải độc. Theo chị, người khỏe hay người ốm yếu có cần thải độc không? Người khỏe cũng cần thải độc luôn. Và người ốm yếu có cần không? Người yếu thì vừa cần bổ sung lại vừa cần phải thải độc. Rồi. Bổ sung như vậy. Cái thứ hai là nâng cao hệ miễn dịch. Theo chị ai cần? Ai cũng cần đúng không? Rồi cung cấp bổ sung những vi chất dinh dưỡng này, cơ thể thiếu hụt từ ăn uống này, ai cần? Đấy, thế thì ở đây các nhà khoa học Nga họ biến những thứ rất phức tạp trở về đơn giản là ai cũng cần thải độc, ai cũng cần nâng cao hệ miễn dịch, ai cũng cần bổ sung vi chất dinh dưỡng, cho nên là không cần cái nhà, không cần bác sĩ hay là những người ngành y gì hết, bởi vì cái đấy ai cũng cần. Và khi uống vào là tự cơ thể nó biết nó lấy cái gì cần thiết cho nó và tự nó phục hồi nếu có vấn đề. Thế còn nếu như mình muốn chuyên sâu hơn về từng các chức năng ấy thì các nhà khoa học họ đã làm sẵn cho mình rồi. Thức ăn cho tim này. Đấy, chị quan tâm đến tim thì dùng Pulse Box thức ăn cho tim này, Catalon đây này, chị xem. Thức ăn cho trí não này, IQ Box này. Đúng không? Thức ăn cho phụ nữ này, sắc đẹp phụ nữ Beauty Box này. Thức ăn cho stress này, stress relief này, những người mà mất ngủ sâu ấy, đấy. Chỉ đơn giản thế thôi. Thế bây giờ thải độc này, nâng cao miễn dịch và muốn chuyên sâu cho chức năng gì thì các nhà khoa học họ chọn sẵn cho mình rồi. Và họ nói rằng nếu mà uống gấp 3, gấp 4, gấp 5 lên thoải mái chẳng có vấn đề gì hết. Nếu chị sợ, bóc ra đây em uống cho chị. Ok, cái câu trả lời chị Đào vừa rồi ấy, em xin lỗi chị Đào một chút. Cũng là cái cách để chúng ta có thể làm việc với những mà người kỹ tính, đúng không nào? Thì với những người kỹ tính ấy, thì bản thân mình phải thể hiện mà nó là đúng như vậy. Mình dùng cái gì là mình bản thân mình là rất kỹ tính đã. Mình đã tìm hiểu đến nơi đến chốn. Bởi vì mình đưa cái thứ liên quan đến sức khỏe vào người mà. Phải không cả nhà? À. Chị Đào yên tâm, ở đây có cái gì đâu. Thứ nhất này, gần 25 năm nay rồi, hàng triệu người uống rồi. Và các nhà khoa học của Nga họ nói luôn này, chị Đào yên tâm này. Sản phẩm này không thử nghiệm trên động vật. Tức là họ tin tưởng là tuyệt đối an toàn là dùng cho người sử dụng luôn. Và chị biết ai là người dùng đầu tiên bất cứ một cái sản phẩm mới nào ra đời không? Chủ tịch tập đoàn là người dùng đầu tiên. Đấy. Chủ tịch tập đoàn là người dùng đầu tiên. Và ngày hôm nay trong hệ thống, nếu mà phải bác sĩ với ngành y thì mình không thể giúp được nhân dân bảo vệ và phục hồi sức khỏe nhanh được. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đào tạo ra một người như thế chị thấy rất là lâu. Đúng không nào? Đấy, nhưng mà các nhà khoa học Nga họ hướng dẫn bất cứ ai đều có thể chăm sóc, bảo vệ và phục hồi sức khỏe cho mình bằng những kiến thức đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc. Thế thì đầu tiên ấy là chị chơi với chị Tuyến lâu rồi. Thế thì chị uống mấy năm nay rồi? 2 năm rồi chị Tuyến. Chị nhìn có chị Tuyến có thay đổi không? Thì ban đầu cô Tuyến có đến nói chuyện thì thật sự mà nói là tôi bảo cô Tuyến là bao giờ em đẹp nõn ra thì chị dùng sản phẩm. Thế chị thấy chị Tuyến có đẹp nõn ra không nào? Bây giờ thì thấy cô thay đổi rồi. Vâng. Đẹp hơn rồi. Kết quả là chân lý đúng không? Bây giờ là đến độ là cũng gọi là tạm thời là tin tưởng rồi đấy. Ok. Thế chị có biết chị Luyến không? Cô giáo Luyến, phó hiệu trưởng. Không. Đấy. Chị Luyến thì lại giới thiệu cho chị Dương. Chị Dương giới thiệu cho chị Tuyến. Ba chị càng ngày càng đẹp nõn ra. Bây giờ nói thật với em là đúng là như em nói. Một cái sản phẩm, một cái sử dụng một cái gì mà để đưa vào trong cái cơ thể của mình thì nó không phải là một điều đơn giản. Rõ ràng mình phải rất hiểu biết. Dạ. Mà mình phải được biết cái sản phẩm ấy nó là cái gì. Vâng. Là ví dụ như con thì chị nói mẹ cái gì cũng đưa vào để làm chuột bạch à? Vâng. Để làm chuột bạch, để làm thí nghiệm mà. Vâng. Thế nhỡ mẹ làm sao thì ai chịu trách nhiệm cho mẹ vào đấy? Vâng. Đúng rồi. Nghe câu nói. Mình không thể làm chuột bạch được chị ạ.
nghe cô nói gì. Em xin lỗi, em xin lỗi chị một chút. Ở CV là không có cơ hội làm chuột bạch luôn. Bởi vì các nhà khoa học ấy là không thử nghiệm trên động vật mà. Mình không có cơ hội làm chuột bạch. À, thế thì chị em rất là trân trọng cái tính cẩn thận của chị. Đấy là một điều rất đáng quý. Nhưng nó sẽ có hai cách tiếp cận. Một là nếu mà mình cẩn thận quá ấy, mà cái gì mình cũng nghi ngờ và cuối cùng mình không dùng ấy, thì nó mất cơ hội của mình thôi. Đúng không? Là nó mất cơ hội của mình. Nó mất cái quyền lợi của mình. Rồi chị mình... cũng cái điều đấy rồi. Nhưng vừa rồi thì chị có đặt ở trên cái trang như cô Tuyến cũng hướng dẫn trên máy tính, trên điện thoại ấy, thì chị cũng có đặt mấy lần nhưng mà chị không đặt được cái sản phẩm mà chị muốn mua. Vâng. Ok, ở Siberia ấy, nó hay cái như này chị, tức là sản phẩm nó rất là đa dạng đấy, mà mình không dùng cái này mình dùng cái khác vào nó vẫn cứ tốt, nó hiệu quả, thậm chí hiệu quả hơn đấy. Giống như chị đặt cái gì bây giờ không có, em sẽ tư vấn cho chị cái khác, đúng không nào? Đấy, hoặc là chị Liên chị cũng rất siêu, chị Liên chị giúp được nhiều người lắm rồi, chị Dương cũng thế đấy, chị yên tâm chị nhá. À. Rồi, phần dần. Dạ. Cảm ơn. Bác sĩ tốt nhất là chính mình chị ạ. Không có bác sĩ nào trên đời này tốt bằng mình đâu. Em có khoảng đây này, em muốn mấy quyển đây em cho chị xem này. Thủ lĩnh năm nay bao tuổi mà trông trẻ mà đẹp trai thế. Cảm ơn chị, em bước sang tuổi 45. Và dạ. Em kém chị cũng một giáp thôi, nhưng mà thế trẻ đẹp trai là phải rồi. Cũng nhờ cái sản phẩm này chị ạ. Đây, thông điệp này. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bởi vì nếu mà tin vào bác sĩ ấy, tin vào bệnh viện ấy, bởi vì bác sĩ và bệnh viện là chỉ đi giải quyết hậu quả thôi. Chị đồng ý với em không? Giống như nhà cháy rồi ấy, xong mới gọi lính cứu hỏa đến. Mà dập được đám lửa đấy thì cũng thành sao? Thành mỗi còn cái xác nhà thôi, đúng không nào? Yeah. Thế cho nên bác sĩ và bệnh viện giống như lính cứu hỏa, còn mình để làm sao sống yên tâm về sức khỏe, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Không có ông bác sĩ nào trên đời này tốt bằng mình hết. Đấy, em có mấy tập rồi, bác sĩ tốt nhất là chính mình, rất là hay. Trời, nếu biết sống đúng cách, con người có thể thọ 120 tuổi. Chị có muốn thọ 120 đến 150 không? Không ạ. Tại sao không? Thế thì con cháu nó ghét em. Đấy, vào môi trường này chị sẽ yên tâm mà mình là bác sĩ của chính mình. Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn mình được. Không ai có thể giúp mình tốt hơn mình. Được không chị Đào? Rồi, chị cảm ơn. Đã, chúc mừng chị, cảm ơn chia sẻ của chị. Rồi, chị cảm ơn. Cảm ơn. Okay. Rồi. À, qua câu chuyện của chị Đào ấy, thì đương nhiên chúng ta mỗi người mỗi, bởi vì mỗi người một cái tính cách khác nhau, cả nhà hình dung nào, mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau. Có những người thì tin rất nhanh đấy, có những người cẩn thận. Thế thì mình làm việc là mình sẽ gặp rất là nhiều những đặc điểm tính cách và con người khác nhau. Thế thì khi mà mình đã trang bị cho mình thật tốt ấy, mà mình có niềm tin vững vàng với sự hiểu biết sâu sắc thì ai mình cũng có thể giúp được, phải không cả nhà? Rồi bây giờ chúng ta hết giờ rồi, đúng không? Chúng ta bật mic, neo lại cái chiến thắng của buổi làm việc ngày hôm nay và hẹn gặp anh chị em vào lúc 21 giờ tối nay. Tối nay Cường sẽ chia sẻ cho cả nhà là chúng ta sẽ biết gieo vào mảnh đất gì, tức là mình biết giúp ai ấy để sẽ giúp được hàng triệu người, đúng người, đúng việc, đúng không? Đúng lúc, đúng nơi. Thì tối ngày hôm nay 21 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên cơn lốc ngập S9. Rồi, bây giờ chúng ta ăn mừng chiến thắng. 1, 2, 3. Yes. 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Otto. 2, 3. Mercedes-Benz. 2, 3. Biết thứ là. Rồi, tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.